Thưa quý vị, trên màn hình của chúng tôi lúc này đang hiện lên hình ảnh của ông Võ Hoàng Yên, 46 tuổi, trú tại tỉnh Bình Thuận. Câu chuyện với ông Yên gây xôn xao dư luận suốt những ngày gần đây khi ông tự nhận mình là thần y, có thể chữa khỏi cho câm, điếc, bại liệt và rất nhiều bệnh khác nữa. Tin vào những lời đồn thổi và cả lời tự quảng cáo của ông Võ Hoàng Yên thì nhiều người dân từ khắp mọi nơi đã tìm đến và sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để có thể chữa bệnh. Và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã mời ông về để chữa bệnh cho 1.000 người dân ở đây. Thử hư việc chữa bệnh này ra sao, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong 2 ngày qua đã khẩn trương điều tra. Sau nhiều tháng, ông Trần Ngọc Quang, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đưa cháu nội là Trần Lý Anh Việt, 8 tuổi đến ông Võ Hoàng Yên chữa trị bệnh câm bẩm sinh nhưng đến nay vẫn không nói được. Trong cho ông chữa cho nó bớt bệnh cho cháu, nhưng mà trở lại thì về nhà thì nó không có phát triển, không có thấy thay đổi gì hết. Tại xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn có trên 60 người bị câm điếc, bứa cổ, bại liệt, được đưa lên trung tâm huyện Bình Sơn để ông Võ Hoàng Yên cứu chữa. Tuy nhiên đến nay, chính quyền địa phương không ghi nhận các ca sau khi chữa hết bệnh. Thì chính quyền nhà người ta cũng rất mong muốn được chữa bệnh, mà thực tế thì đã đi rồi thì có được hiệu quả không thì cũng chưa nghe người dân nào mà đi khám bệnh gì đó nói là khen ông đây là thành cách tôi chức thành ca chữa bệnh thành công. Trước đó tháng 7 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn long trọng tổ chức mời ông Võ Hoàng Yên về Bình Sơn khám bệnh cho gần 1.000 người dân. Qua 2 ngày xác minh, các trường hợp công an huyện Bình Sơn làm việc trước đó được ông Yên khám chữa bệnh, nhưng đến nay đều không khỏi bệnh. Câu hỏi đặt ra, chữa bệnh nhố nhăn như ông Võ Hoàng Yên sao lại được một số địa phương cho phép hành nghề? Đặc biệt chính quyền địa phương còn tổ chức trao tặng bằng khen cho ông Võ Hoàng Yên. Cái việc mà chữa câm điếc mà theo phương pháp của đông y như ông Võ Hoàng Yên này thì nó không có cái cơ sở để chứng minh, mà không có cái phác đồ điều trị nào của Bộ Y tế hướng dẫn hết. Người dân bình thường không có kiến thức chuyên môn, nghe lời đồn đại bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo tiền mất tật mang, đó là chuyện bình thường. Nhưng đối với chính quyền của một huyện, tỉnh, các cơ quan y tế trách nhiệm quản lý về các hoạt động y tế trên địa bàn, có chuyên gia, có các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ, tại sao lại không phát hiện ra sự nhố nhăng đó để ngăn chặn? Phóng viên chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh tình trạng này trong phóng sự sau.